Ở Sài Gòn có một nhà hàng Nhật tựa như một tòa lâu đài sừng sững vô cùng nổi bật, và tòa lâu đài này lại có một cách vận hành vô cùng độc đáo mà nếu như bạn nghe qua sẽ không khỏi bất ngờ. Chỉ cần bước chân vào nơi này thì bản thân mình đã như lạc vào xứ Phù Tang vậy á mọi người. Điểm đặc biệt nhất trong cách vận hành ở đây là dù là một izakaya mang đậm văn hóa Nhật nhưng mà chủ và quản lý lại là người Hàn Quốc. Tuy điều đó có khiến mình hoài nghi đôi chút nhưng mà đến khi trải nghiệm thì lại rất là bất ngờ. Vì dù đã được thử qua rất là nhiều nhà hàng Nhật khác nhau nhưng Noboru lại là một trong những nơi giúp mình cảm nhận được văn hóa Nhật một cách rõ ràng nhất. Giờ thì cùng mình khám phá tòa lâu đài lung linh nằm giữa phố Mỹ Hưng này nha. Đồ ăn ở đây thì cũng mang một hương vị rất riêng, và sau khi ăn thì mình bỗng nhiên trở thành một đứa dốt văn vì nó ngon không tả nổi luôn á. Ngay mặt tiền của quán là một quầy bếp nướng nghi ngút khói thu hút mọi ánh nhìn. Nếu mọi người hay xem phim Nhật hay anime thì chắc chắn đều từng mê mẩn những quầy xiên nướng thơm quá trời thơm như thế này. Và đặc biệt là ở Noboru, các xiên nướng được phết sốt đặc chế đậm đà, ngon lắm. Nếu ghé vào buổi trưa thì mọi người có thể chọn set lunch để rẻ hơn nha. Một phần ăn với 10 món từ khai vị